Em xin chào thầy và các bạn. Em là Nguyễn Thu Hương và bạn cùng nhóm với em là Phùng Thanh Nhàn. Về nhiệm vụ thì bạn Nhàn sẽ đảm nhiệm phần trình chiếu PowerPoint và em đảm nhiệm phần thuyết trình. Và sau đây em xin phép được thuyết trình về bài làm của nhóm với nội dung quy luật cung cầu. Bài làm của chúng em gồm 4 phần. Phần 1 là khái niệm cung cầu. Phần 2 mối quan hệ cung cầu. Phần 3 vai trò cung cầu. Và phần 4 là vận dụng quy luật của cung cầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, đó là khái niệm cung cầu. Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất nhất định. Cầu là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng muốn mua hoặc sẵn sàng mua trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với giá cả, thu nhập và các biến số kinh tế xác định. Như vậy, quy luật cung cầu là quy luật kinh tế điều tiết quan hệ giữa cung là bên bán và cầu là bên mua hàng hóa trên thị trường. Quy luật này đòi hỏi cung cầu phải có sự thống nhất. Nếu không có sự thống nhất, sẽ xuất hiện các nhân tố điều chỉnh. Về mối quan hệ của cung cầu, trên thị trường, cung và cầu có mối quan hệ hữu cơ với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Nếu cung bằng cầu thì giá cả bằng giá trị. Ví dụ, một cái kem có giá trị xã hội là 10.000. Trong trường hợp thị trường cân bằng, cung bằng cầu, lúc đó giá cả của cái kem sẽ bằng giá trị của cái kem là 10.000. Nếu cung lớn hơn cầu thì giá cả nhỏ hơn giá trị. Cùng là ví dụ trên, nhưng trong trường hợp cung lớn hơn cầu, tức là sản xuất dư thừa, buộc nhà sản xuất phải giảm giá sản phẩm xuống còn 7.000, tức là giá cả nhỏ hơn giá trị. Nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá cả lớn hơn giá trị. Giá cả của cái kem lúc này sẽ là 12.000, tức là giá cả lớn hơn giá trị. Như vậy, ta có thể rút ra một kết luận. Giá cả thị trường sẽ xoay quanh giá trị dưới tác động của quan hệ cung cầu. Về vai trò của quy luật cung cầu, gồm có hai vai trò. Vai trò thứ nhất là điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. Với trường hợp điều tiết sản xuất là khi giá cả thị trường biến động, người sản xuất biết được tình hình cung cầu của từng loại hàng hóa, biết được hàng hóa nào đang có lợi nhuận cao, hàng hóa nào đang thua lỗ. Nếu cung bằng cầu, hàng hóa có giá cả bằng giá trị, thì sản xuất của họ được tiếp tục vì phù hợp với yêu cầu của xã hội. Nếu cung nhỏ hơn cầu, trong tình trạng khan hiếm hàng hóa, giá cả cao hơn giá trị, lúc đó người sản xuất có nhiều lợi nhuận nên mở rộng quy mô sản xuất, cung ứng thêm hàng hóa ra thị trường. Nếu cung lớn hơn cầu, ở tình trạng dư thừa hàng hóa, tồn ứ, buộc giảm giá, giá cả thấp hơn giá trị, người sản xuất sẽ ít lợi nhuận hoặc không có lợi nhuận, vì vậy cần phải thu hẹp sản xuất hoặc chuyển đổi mô hình sản xuất và quy mô ngành sẽ được thu hẹp. Vai trò thứ hai, đó là làm biến đổi cơ cấu và dung lượng thị trường, quyết định giá cả của thị trường. Ở đâu có thị trường thì ở đó sẽ có quy luật cung cầu tồn tại và hoạt động một cách khách quan. Ví dụ, ở Việt Nam, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Lĩnh vực du lịch, hàng không sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Người chủ đầu tư buộc phải hạ giá sản phẩm hoặc đóng cửa, chuyển đổi sang mô hình kinh doanh khác để đảm bảo hiệu quả hơn. Về việc vận dụng quy luật quan hệ cung cầu, thứ nhất, đối với nhà nước, phải thông qua việc điều tiết cung cầu trên thị trường. Khi cung nhỏ hơn cầu do khách quan, sử dụng lực lượng dự trữ giảm giá để tăng cung. Khi cung nhỏ hơn cầu do tự phát, đầu cơ tích trữ, xử lý vi phạm kỷ luật, sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung. Khi cung lớn hơn cầu quá nhiều, cần phải có biện pháp để kích cầu. Thứ hai, đối với doanh nghiệp, cần phải nắm vững các trường hợp cung cầu để đưa ra quyết định. Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung lớn hơn cầu, giá cả nhỏ hơn giá trị. Mở rộng sản xuất kinh doanh khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả lớn hơn giá trị. Và cuối cùng là đối với người tiêu dùng, cần phải nắm vững các trường hợp cung cầu để đưa ra quyết định mua hay không mua. Bài thuyết trình của chúng em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Xin chào thầy và các bạn, em tên là Trần Thị Phương Anh. Hôm nay em sẽ đại diện cho nhóm em để trình bày phần chuẩn bị của nhóm mình. Nhóm em gồm có 3 thành viên, đó là Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Thị Linh Chi và em là Trần Thị Phương Anh ạ.
Và phần trình bày của nhóm em sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên là định nghĩa cung cầu, phần thứ hai là phân tích nội dung quy luật cung cầu và phần thứ ba là liên hệ thực tiễn ở Việt Nam. Phần đầu tiên, mở đầu em đó là phần 1, định nghĩa cung cầu. Thứ nhất, cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định. Cầu là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng muốn mua hoặc sẵn sàng mua trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với giá cả, thu nhập và các biến số kinh tế xác định. Tiếp đến phần thứ hai, đó là phân tích nội dung quy luật cung cầu. Thứ nhất, cung cầu tác động lẫn nhau. Khi cầu tăng, sản xuất mở rộng, suy ra cung tăng. Khi cầu giảm, sản xuất thu hẹp, suy ra cung giảm. Thứ hai, cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Khi cung lớn hơn cầu, suy ra giá giảm. Khi cung bé hơn cầu, giá tăng. Khi cung bằng cầu thì giá sẽ trở nên ổn định. Thứ ba, giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu. Khi giá tăng, sản xuất mở rộng thì cung sẽ tăng. Khi giá giảm, sản xuất thu hẹp thì cung sẽ giảm. Và từ đó rút ra được là giá cả và cung tỷ lệ thuận với nhau. Và khi giá tăng, cầu giảm. Khi giá giảm, cầu tăng thì giá cả và cầu tỷ lệ nghịch với nhau. Và để có thể hình dung thì nhóm em có lấy một ví dụ. Một cái áo có giá trị xã hội là 10 đô. Trong trường hợp thị trường cân bằng cung bằng cầu thì lúc đó giá cả cái áo bằng giá trị của nó bằng 10 đô. Nhưng trong trường hợp cung lớn hơn cầu, tức là sản xuất dư thừa, buộc nhà sản xuất phải giảm giá sản phẩm xuống còn 5 đô. Khi đó giá cả hàng hóa nhỏ hơn giá trị. Ở chiều ngược lại, khi mặt hàng áo thịnh hành, được nhiều người mua, trở nên khan hiếm thì giá cả sẽ lớn hơn giá trị của cái áo lại 20 đô. Như vậy, ta thấy được vai trò của quy luật cung cầu. Thứ nhất, điều tiết quan hệ sản xuất và lưu thông hàng hóa. Thứ hai, làm biến đổi cơ cấu và dung lượng thị trường. Thứ ba, quyết định giá cả của thị trường. Và phần thứ ba là phần liên hệ thì sẽ đến lượt bạn Nguyễn Linh Chi Vinh trình bày ạ. Để tiếp tục cho phần trình bày nhóm em thì em sẽ trình bày phần liên hệ cho thực tiễn ở Việt Nam. Là một doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may với doanh thu xuất khẩu lên đến hàng trăm triệu USD, cơn bão COVID-19 đã khiến tổng công ty May 10 thực sự gặp khó khăn, không chỉ gián đoạn về nguyên liệu sản xuất, đầu ra cho các sản phẩm may 10 cũng gặp vô vàn khó khăn. Trong cái khó là cái khôn, nhận thấy nhu cầu tăng khẩu trang tăng cao trong dịch bệnh, tổng công ty May 10 đã chuyển hướng sang sản xuất khẩu trang vải. Thậm chí công ty còn nhập khẩu thiết bị về sản xuất khẩu trang y tế để xuất khẩu, bên cạnh phục vụ nhu cầu trong nước. Ông Thân Đức Việt là tổng giám đốc tổng công ty May 10 cho biết, doanh nghiệp đã có đối tác đặt lớn đặt mua 400 triệu khẩu trang y tế, dự kiến giao từ tháng 7 năm 2020 với giá trị 52 triệu USD. Cùng với khẩu trang y tế, May 10 còn nhận được các đơn hàng lớn từ Đức, Mỹ cho khẩu trang vải kháng khuẩn, tổng cộng có hơn 20 triệu chiếc. Thành công cho việc nhận định nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế giúp doanh nghiệp này vượt lên khó khăn và đạt doanh thu lớn trong thời kỳ khó khăn của dịch bệnh. Để ví dụ thứ hai trong thực tiễn của Việt Nam, trong giai đoạn từ những năm 2000 đến 2010, Vinamilk được biết đến như một nhà sản xuất sữa bột dành riêng cho đối tượng là trẻ em. Sau thời gian này là sự xuất hiện của các mặt hàng sữa nhập khẩu với chất lượng và giá thành cạnh tranh với các sản phẩm của Vinamilk. Trước áp lực này, Vinamilk đã nghiên cứu thị trường và nhận thấy nhu cầu sử dụng các sản phẩm sữa từ sữa như một số sản phẩm bổ sung dưỡng chất nâng cao sức khỏe rất phổ biến ở các đối tượng thanh thiếu niên và người cao tuổi. Thực tế đã ghi nhận trong giai đoạn từ 2016-2019, Vinamilk đã cho ra mắt gần 20 sản phẩm mới và nắm bắt các xu hướng dinh dưỡng tiên tiến và cao cấp trong các sản phẩm organic gold, sữa gạo, sữa uống năng lượng. Đồng thời, Vinamilk cũng thay đổi hình ảnh của chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm giấc mơ sữa Việt để tạo ra những trải nghiệm mua sắm mới mẻ, hiện đại hơn cho người tiêu dùng. Kết quả là Vinamilk đã tiếp tục dẫn đầu trong thương hiệu sữa được mua nhiều nhất cả khu vực thành thị và nông thôn. Theo thống kê, có gần 92% người tiêu dùng chọn mua sản phẩm của Vinamilk cao hơn nhiều so với các thương hiệu khác trong top 10. Bài trình bày của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.